quý vị, ngày 1 tháng 2 năm 2023, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Mờ Ga tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa nhận được báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm tại xã Ea liên quan đến vụ việc giáo viên điều khiển xe ô tô lao vào nhà dân gây chết người. Theo báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết, Ông Nguyễn Viết Hùng, 56 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Kapam, là giáo viên dạy môn ngữ văn của trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, lái ô tô đi chơi Tết. Trên đường đi chơi, ông Nguyễn Viết Hùng không làm chủ được tay lái, để xe lao vào nhà dân. Gây tai nạn khiến người đàn ông chủ nhà, 56 tuổi, trú cùng thôn Tân Lập, xã Ea Kapam tử vong. Đến ngày 27 tháng 1, ông Nguyễn Viết Hùng có gọi điện thoại xin nghỉ vì tinh thần đang hoảng loạn, chưa lên trường. Cũng theo báo cáo, hiện sự việc này đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp theo. Hiện vụ việc này đang được công an huyện Cư Mờ Ga tiếp tục điều tra làm rõ. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ tai nạn này. Kính mời quý vị ấn like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh niên.